Đây là biển Khe Hai, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Biển Khe Hai lạ lắm mọi người, sóng biển nó vô tới trong quán luôn. Đây nè, lâu lâu review cái đặc điểm của biển Khe Hai nha, cho mọi người thấy. Đó, nằm võng đung đưa, nằm võng đung đưa đung đưa. Đó, nước nó vô tới trong đây luôn. Đây này, năm nay tự nhiên triều cường nó xâm thực, nó lấy hết cát ở ven biển, nó lâu hết ra ngoài kia rồi. Còn thật sự hôm nay là chủ nhật mà rất là vắng khách, kinh tế khó khăn cho nên quán xá nó cũng yếu quá chừng hết. Đó, biển Khe Hai là có đặc điểm, giữa cái biển mà đặc điểm là có thể treo võng nằm, và ở dưới thì sóng biển. Cái võng đây là ngày xưa á, ngày xưa mà khi mà nước nó chưa, cát nó chưa bị đào là treo cái võng nằm bây giờ đó. Bây giờ dài đây.